Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên cuối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 4 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng tăng rất mạnh, tăng tới gần 20 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 1,19%. Hiện tại đang đứng quanh mức 1.648 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.628,46 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.652,34 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,40%, hiện tại đang đứng quanh mức 112,533 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 1,84%, thời điểm này đang đứng quanh mức 20.580 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xu hướng giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,130% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 3%. Hiện tại đang giao dịch quanh mức 90,730 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như vậy là giá vàng trên thị trường thế giới tăng hơn 1% trong phiên cuối tuần ngày 4 tháng 11 và hướng tới một tuần đi lên. Giữa bối cảnh đồng đô la Mỹ suy yếu và giới đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày nhằm có thêm manh mối về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm trong phiên này khiến vàng trở nên bớt đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Theo Carlo Abito di Casa, nhà phân tích đối ngoại của Kinesis Monday cho biết, các nhà đầu tư vẫn đang bị ảnh hưởng bởi các bình luận của Fed sau cuộc họp chính sách mới nhất và đã lạc quan hơn chút ít. Các thị trường hiện tại đang chờ đợi vào những nhận xét ôn hòa hơn. Trong khi thì sự không chắc chắn vẫn chiếm ưu thế, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm lần thứ tư liên tiếp trong năm nay, nhưng cũng báo hiệu rằng có thể thu hẹp quy mô các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới. Dữ liệu trong ngày 3 tháng 11 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ giảm trong tuần trước. Kết thúc vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, thì mọi con mắt hiện tại đang đổ dồn vào báo cáo việc làm tháng 10 năm 2022 của Mỹ được công bố cuối ngày hôm nay mùng 4 tháng 11. Một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ có khả năng sẽ tạo thêm 200.000 việc làm vào tháng 10 vừa qua sau khi mà tạo ra được 263.000 việc làm vào hồi tháng 9. Theo ông DiCasa nói thêm, thì bất kỳ kết quả nào cao hơn kỳ vọng về thị trường việc làm của Mỹ thì có thể thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào việc Fed sẽ tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất, qua đó sẽ gây áp lực giảm cho thị trường vàng và cổ phiếu. Ngược lại, nếu các số liệu việc làm thấp hơn so với dự báo thì kịch bản khó xảy ra có thể giúp thị trường vàng và chứng khoán hưởng lợi. Vàng được coi là một hàng rào ngăn ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao hơn làm giảm đi sự hấp dẫn của tài sản không sinh lời này. Theo Christopher Wong, một chiến lược gia của OCBC FX cho biết, lãi suất có thể sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ tăng chậm lại có thể khiến tốc độ giảm của giá vàng ở mức vừa phải. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh theo xu hướng của thị trường vàng thế giới. Tuy nhiên thì với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác chỉ duy trì xu hướng tăng nhẹ. Với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,32 triệu đồng trên lượng, cùng điều chỉnh tăng mạnh tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng SJC tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,30 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,30 triệu đồng trên lượng, cũng tăng tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Đối với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là P&G, niêm yết trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh, mua vào ở mức 66,30 triệu đồng trên một lượng và bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với P&G Hà Nội, mua vào ở mức 66,20 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 67,20 triệu đồng trên lượng, tăng mạnh 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Đến thời điểm chiều tối hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung với vàng miếng SJC thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh, còn với vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì duy trì đà tăng nhẹ hơn, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng,
mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, tăng 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.625.000, bán ra 6.715.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 15.000 ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.627.000, bán ra 6.714.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 16.000 ở chiều bán ra. My Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.540.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng duy trì đã tăng mạnh tới 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng cho đến 1.020.000 đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. STC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. STC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại duy trì xu hướng tăng nhẹ trong khoảng từ 42 cho đến 150.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy ở mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.180.000, bán ra 5.280.000. Nhận một số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.180.000, bán ra 5.290.000. Cùng tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 4 số 9 mua vào 5.165.000, bán ra 5.240.000, tăng 15.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Vàng 24K mua vào 5.058.1000, bán ra 5.188.1000, tăng 9.900 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.745.4000, bán ra 3.945.4000, tăng 7.500 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.870.2000, bán ra 3.070.2000, vàng 10K mua vào 2.000.3000, bán ra 2.200.3000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng nhớ tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.